Nhóm OTD thì hiện tại kiểu cũng có bao nhiêu thành viên em cũng không nhớ nữa. Nhóm mình có bao nhiêu thành viên mà cũng không nhớ được hở chấm hỏi. Nhưng mà nó nhiều hơn 3 người vậy. Trong các thành viên OTD ai là người xàm nhất? Xàm nhất chắc là anh Si Chen. Hôm đi thi có Hạnh Ngân theo cổ vũ không? Dạ có, nhưng mà cổ vũ từ xa vậy. Tại vì kiểu tới đó đông đúc rồi chật chội lắm. Em cũng không muốn Hạnh Ngân tới đó. Thường Hạnh Ngân sẽ nói câu gì để cổ vũ mà bạn cảm thấy ấm lòng và tự tin nhất? Hạnh Ngân... Ai có gu fashion chất nhất? Em. Tại bây giờ trong mắt chị đang có hình bóng Obito đó. Ha ha ha, chị đùa thôi. Đúng rồi. Mình hợp nha, chứ mình chưa nói là mình sẽ... mình có ý mình muốn về đội nha. Mình hợp với lại anh Karik. Và có những cái màu mà flexing hay là năng lượng, hay là kiểu rap về những thứ sang chảnh, thì mình vẫn sẽ hợp với lại anh Binzy. Và mình sẽ vẫn hợp với những cái ca khúc giai điệu R&B với lại anh Chastity, nếu mà Chastity có ngồi ghế huấn luyện viên. Hồi xưa mình rất là hư, mình là một thằng kiểu ngỗ nghịch, kiểu chạy giỡn, phá làng, phá xóm, mẹ la nhiều lắm, mẹ đánh cũng nhiều nữa, nhưng mà đánh cứ đánh lì, cứ lì thôi. Nhưng mà mình thương mẹ lắm, mình... Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Yo, xin chào tất cả các bạn, mình là Obito aka Young To Be The Sick aka Young ASAP aka con của mẹ mình. Mình mất thời gian bao lâu để hoàn thiện bài hát này? Một ngày. Một cái câu mà em tâm đắc nhất ở trong bài này là: đây là nhạc rap để anh fly to the sky, lil baby. Young ASAP come with the style, anh đẹp trai, lil baby. Tương lai anh muốn con Lam một truck trong garage, lil baby. Anh rap để đưa mẹ ra khỏi hood, chuyển đến biệt thự, lil baby. Rap name của em Obito cũng như là nghệ danh thì mọi người cũng biết rồi. Thì Young To Be The Sick là giống như một cái tên đại diện cho một gì đó, nó nghe nó cool hơn, nghe nó bắt tai hơn. Còn AKA Young ASAP là tại vì mình rất thích tổ đội ASAP Mob, nên là mình quyết định đặt tên Young ASAP, là có nghĩa là thế hệ trẻ của ASAP, là những người đi theo cái style của ASAP. Và AKA con của mẹ mình là tại vì mình rất là thương yêu gia đình của mình và thương yêu mẹ mình vì đã sinh ra mình để cho mình làm cái điều này. Bạn có xin ý kiến, lời khuyên nào của đồng đội không trước khi dự định thi rap Việt mùa 2? Trước khi thi thì dĩ nhiên là kiểu là một thành viên ở trong OTD thì em có hỏi ý kiến của anh Ricky, anh Lăng, thì nói chung là hai người anh đi trước là cho em rất là nhiều lời khuyên với lại kinh nghiệm để lại, là mong em sẽ hoàn thành tốt. Thì tất nhiên là mình có những bậc tiền bối đi trước mà ngu gì mình không hỏi. Lời khuyên giá trị nhất mà mình nên nhớ là gì? Dạ là cứ là chính mình, với lại kiểu cứ xem sân khấu giống như là cái nơi mà để mình buông tỏa hết sức. Nhóm OTD gồm có bao nhiêu thành viên? Nhóm OTD thì hiện tại kiểu cũng có bao nhiêu thành viên em cũng không nhớ nữa. Nhóm mình có bao nhiêu thành viên mà cũng không nhớ được hở chấm hỏi. Nhưng mà nó nhiều hơn 3 người vậy. Trong các thành viên OTD ai là người nghiêm khắc nhất? Ở trong OTD chắc không có nghiêm khắc gì như vậy. Kiểu anh em lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với nhau hết trơn. Kiểu nghiêm khắc thì mọi người đều nghiêm khắc, nhưng mà chỉ nghiêm khắc những cái lúc mà cần thiết thôi. Trong các thành viên OTD ai là người xàm nhất? Xàm nhất chắc là anh Si Chen. Ai có gu fashion chất nhất? Em. Hiện tại thì em không có chuẩn bị gì nhiều, thì hôm nay là kiểu tổng duyệt thôi, nên là em không thấy cái gì trên người nó fashion nha. Ai lúc rap hay quên lời nhất? Tất cả mọi người, trừ những anh em producer với DJ. Trong các thành viên OTD ai có thân hình tuyệt vời nhất? Tuyệt vời nhất chắc là anh Ricky. Cũng không đến nỗi tuyệt vời, nhưng mà ok nhất chắc là Ricky. Hôm đi thi có Hạnh Ngân theo cổ vũ không? Dạ có, nhưng mà cổ vũ từ xa vậy. Tại vì kiểu tới đó đông đúc rồi chật chội lắm. Em cũng không muốn Hạnh Ngân tới đó. Thường Hạnh Ngân sẽ nói câu gì để cổ vũ mà bạn cảm thấy ấm lòng và tự tin nhất? Hạnh Ngân kiểu truyền cho em nhiều thứ, kiểu tinh thần này kia. Cái câu mà em cảm thấy tự tin nhất chắc là kiểu cứ là chính mình. Cái việc anh đang làm là cái việc anh làm giỏi nhất, thì không có cái việc gì mà anh phải làm nó fail hay là làm nó một cách thiếu tự tin hết. Obito có thấy mắt mình đẹp không? Em thấy chỗ nào người cũng đẹp chưa?
chỗ nào người cũng đẹp chưa. Nói chung là em rất là tự tin về bản thân mình. Tại vì em tin vô là nếu mà mình tin là mình đẹp thì mình sẽ trở nên đẹp. Nhưng mà chị nghĩ mắt chị sẽ đẹp hơn mắt em. À. Em nghĩ tại sao không? À, không biết. Tại bây giờ trong mắt chị đang có hình bóng Obito đó. Ha ha ha, chị đùa thôi. Thế rồi. Tôi khác với tất cả rapper khác trong cuộc thi này ở chỗ đó là tôi cận 5 độ rưỡi. Bài thi hôm nay có bao nhiêu phần trăm là nhân cách của Obito và bao nhiêu phần trăm là nhân cách Tobi? Wow. 100% nhân cách của Obito và Tobi luôn. Khi theo dõi phần trình diễn của Seijin thì Obito thấy thế nào? Em thấy nó rất là bùng nổ và rất là xúc động và rất là cảm xúc và rất là hay. Lúc mình coi thì đã coi được Seijin về đội nào chưa? Ha, chưa nữa. Thôi nhưng mà không sao, anh Si về đội nào thì ông cũng hay mà. Em nghĩ là anh Si sẽ về đội của Karik. Bạn nghĩ bản thân mình sẽ về đội của ai? Bí mật. Nếu muốn gửi lời đến huấn luyện viên bí mật nào đó thì Obito muốn nhắn gửi điều gì? Nếu mà em được về với đội của anh, hoặc là anh chọn em và cái cơ duyên nào đó đưa chúng ta đến với nhau, thì em mong là em sẽ học được rất là nhiều điều từ anh. Và em cảm ơn người đó trước. Tiết lộ chữ cái đầu tiên trong tên người đó không? Dạ không. Bí mật không bao giờ bật mí. Trong khi chờ đợi bạn cảm thấy như thế nào? Em thấy nôn. Em thấy kiểu rất là nhiều năng lượng để bước lên sân khấu. Em kiểu em không thể chờ đợi nữa rồi. Em muốn cái giây phút đó nó tới nhanh đến rồi. Tại vì cái hôm rehearsal thì em đã rehearsal một cách rất là bùng nổ, nên là em không thể chờ đợi cái cảm giác mà được bước lên sân khấu một lần nữa. Tại vì em đã ở nhà quá lâu rồi. Em cần phải được giải thoát. Em cần phải được xả cái năng lượng này ra. Em nhớ sân khấu lắm rồi. Đường phố mà khóa sự tự tin. Không thích thì next. Mỗi lần tập luyện vừa hết đất vừa bắn gáp là nó như là bản tính. Catch the flow, eyes on me. Rap đến chết, cùng rap nâng ly. Anh hit the club, damn hit the wall. Eyes on my wrist, và take relief. Đây là nhạc rap để anh fly to the sky, lil baby. Do ngày sẽ come with the star. Ngày mai là tương lai. Two time for the name. Đường danh vọng này còn dài. Three time for the game. Là chính mình thì không sai. Four time for the fans. Đổ ở chất xáo để bạn biết đây là ai. Young Toby. Hey yo, what's up? Mình là Obito, aka Young Toby the Sick, aka Young ASAP. Và mình đến từ OTD, Ocean Mob. Tên thật của mình là Lý Quốc Phong. Hello mọi người. Đến nay thì cái thời gian chơi rap của mình nó cũng đã được 4 năm. Hơn 4 năm một tí, kiểu thời gian nó cũng không quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng mà nó giúp mình tự tin là mình có thể thể hiện được cái cá tính. Và mình vẫn bước đi trên cái con đường chinh phục rap Việt này. Mình thì mình sống với cái đam mê của mình từ những cái ngày đầu mà mình nghiêm túc với cái âm nhạc này rồi. Nên là kiểu mình thì cũng không có phải kiểu có cái điều gì đó thúc đẩy hay là ai khuyên mình đi hết. Mình chỉ kiểu thích thì mình bắt đầu mình đi thi thôi. Tại vì mình thấy kiểu rap Việt năm nay là một cái mùa nó có tính cạnh tranh rất là cao. Và nó có được cái tính nhạc, cái tính nghệ thuật nó cũng rất là sòng phẳng mà nó rất là legit. Nên là mình rất là thích. Mình một người thích cạnh tranh, thích thi đua nên là mình thi thôi. Khi mà mình có một bài hát được sự đón nhận đông đảo của cộng đồng, mình được đi diễn nhiều, mình được tiếp xúc với những cái show diễn nhiều hơn, nên là mình biết trước một số cái và biết trước được một số cái trick handle cái sân khấu chẳng hạn, nên là mình nghĩ đó sẽ là một cái lợi thế. Đến với vòng chinh phục của rap Việt thì mình đem tới cho khán giả một cái màu sắc âm nhạc nó flexing một tí, nó năng lượng một tí. Là cái concept của mình làm là về tương lai, nó được gói gọn ở trong một cái cụm từ là từ ngày mai á.
cho các bạn biết là mình đã phải trải qua những cái gì để mình có được cái tương lai của hôm nay. Mình muốn gì ở tương lai và mình đã trải qua những cái gì ở quá khứ. Trong cái phần trình bày của vòng chinh phục thì mình có gửi gắm một tí cái thông điệp của mình mà mình muốn nói với mẹ từ rất là lâu rồi. Nhưng mà con trai ngại lắm, không có nói trước mặt, nó qua nhạc. Hồi xưa mình rất là hư, mình là một thằng kiểu ngỗ nghịch, kiểu chạy giỡn, phá làng, phá xóm. Mẹ la nhiều lắm, mẹ đánh cũng nhiều nữa, nhưng mà đánh cứ đánh lì, cứ lì thôi. Nhưng mà mình thương mẹ lắm. Kiểu mẹ luôn chỉ cho mình những cái cách mà đối nhân xử thế sao. Nói thiệt là về âm nhạc thì mẹ không có giúp gì cho mình hết. Mình tự tìm hiểu hết, nhưng mà mẹ là cái người hướng mình tới một cái tâm hồn tốt hơn. Hướng mình tới một cái lối sống tình cảm, cho mình biết được cái tình yêu thực sự trên cái cõi đời này là cái gì. Khoảng thời gian đầu mà mình chơi rap thì mình hướng tới battle rap nhiều hơn, nên là kiểu cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ba với mẹ kiểu la suốt, tại kiểu một thằng nhỏ chưa kiếm được ra tiền, nhưng mà xong chú suốt ngày cứ chui rút ở trong phòng, xong đứng trước cái cây mic la làng chửi tùm lum tùm la. Thì ba mẹ nói viết nhạc viết cái gì cho hay ho, xong viết những cái lời gì mà thô tục quá vậy. Nói chung là không được nhận bất cứ sự ủng hộ nào từ gia đình hết. Mình kiếm được những cái đồng tiền từ sản phẩm âm nhạc của mình thì bắt đầu ba mẹ với lại gia đình cũng bắt đầu ủng hộ và quyết định là cho mình theo đuổi nghiêm túc cái con đường đó. Mình nghĩ cái hình ảnh của mình nó sẽ phù hợp với khá là nhiều. Nói chung là mình theo kiểu cũng rất là đa dạng màu sắc âm nhạc á, nên là mình nghĩ mình sẽ hợp với lại mình hợp nha, chứ mình chưa nói là mình sẽ mình có ý mình muốn về đội nha. Mình hợp với lại anh Karik và có những cái màu mà flexing hay là năng lượng hay là kiểu rap về những thứ sang chảnh thì mình vẫn sẽ hợp với lại anh Minzy, và mình sẽ vẫn hợp với những cái ca khúc giai điệu R&B với lại anh Chesity, nếu mà Chesity có ngồi ghế huấn luyện viên. Khi mà mình đến với cái cuộc thi Rap Việt này thì mình mong là mình sẽ tìm được khóa, mở khóa được những cái cảm xúc, cũng giống như là học hỏi thêm những mọi thứ xung quanh của những người đồng nghiệp xung quanh. Biết đâu mình vẫn còn có những cái gì đó thiếu nhưng mà mình chưa biết, thì mình có thể nhìn và mình học hỏi. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.